Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Hôm nay bên em giới thiệu các bác một cái lô hàng cực kỳ là lớn luôn, gần 200 đôi các bác nhé, gần 200 đôi loa CEO. Đây là một trong những cái dòng loa cực kỳ là phổ biến ở bên Trung Quốc các bác ạ. Đây là dòng kho loa sản xuất cho thị trường nội địa của Trung Quốc, tên là CEO. Loa bass 25 4 tép 502 tầng, màng giấy. Nói chung là một trong những cái dòng loa mà côn thì khá là lớn, côn cực kỳ là lớn luôn. Con này không biết là côn 61 hay là 63 gì đấy, cực kỳ là lớn. Loa này thì tổng cộng bên em là về là gần 200 đôi các bác nhá. 200 đôi thì hôm nay là về bốn đợt một là chưa về hết đấy, nó rất nhiều đây. Tối rồi vừa với thợ mới bóc ra. Thì cái lô này hồi chiều em đã livestream cho các bác là xem đấy, em vừa tháo vừa livestream đấy. Thì cái lô này là một trong những cái dòng loa phải nói là cực kỳ là đẹp, rất chi là đẹp, đẹp mà thùng vách rất chi là đẹp các bác. Cái thương hiệu CEO này các bác lên trên trang Google các bác gõ là sẽ thấy cái tên thương hiệu này rất chi là phổ biến. Cái dòng loa này thì ở thị trường Việt Nam mình là không có các bác. Các bác chỉ có thể mua được dòng loa này có con đường là hàng bãi, chứ còn hàng mới là không có. Hiện nay là cái dòng loa này là một trong những cái dòng loa mà nó sản xuất dành riêng cho cái thị trường Trung Quốc, cho nên mà cái chất lượng thì nó khá là ok. Giá của con này thì là bên em sẽ nói luôn là giá là 3.200.000 đồng một đôi, cực kỳ là rẻ luôn, quá là rẻ luôn, rẻ bằng loa thanh gióng của Việt Nam mình đấy. Tuy nhiên là chất lượng thì đảm bảo các bác là ok. Loa này thì thùng của nó là màu ghi sơn sần, nhưng mà thùng dán các bác nhé. Thùng này thùng sơn sần, cực kỳ là đấy. Cái lô hàng này thì nếu như các bác nào mà mua những cái loa mới, loa đóng ở thị trường Việt Nam này, thực sự là cái loa nó không bao giờ có tên tuổi để so sánh với những dòng loa này. Thì bây giờ thì em sẽ quay cái phần nội thất của nó cho các bác xem. Thì đây là một trong những cái dòng loa em khẳng định là rất là ok. Tháo cái nội thất ra là các bác kết luôn. Nhắc lại các bác là giá 3.200.000 đồng nhá. Bác nào mà thích thay gân đấy thì là em sẽ lấy phí thay gân là 100.000 một đôi. Đấy các bác. Thì ở đây em sẽ đi chi tiết hơn về cái thùng loa. Đây, loa này là sơn sần các bác, sơn sần. Đấy, màu ghi. Đấy, nước sơn rất là đẹp. Ở trong này là có 4 cái tép. Đấy, 4 tép ở phía trước. Bass 25. Đấy. Cái tem CEO là rất là đẹp, nằm ngay ở giữa, khá là nổi bật đấy các bạn. Tem này rất là đẹp. Ngoài ra nó còn một cái tem phụ đây nữa. Tuy nhiên cái tem phụ này thì nó bị mất khá là nhiều. Ví dụ như cái này thì nó mất rồi này. Đấy, còn đỡ cái tem chính ở đây thì vẫn còn. Đấy, đây cái tem CEO Best Cap System Volume gì đấy. Đấy, nó là cái tem của hãng này thế. Nói chung là bác nào mà cái số lượng của cái lô hàng này khá là lớn, cho nên mà bên em sẽ bán thợ luôn. Thì bác thợ nào lấy thì liên hệ với cửa hàng bên em sẽ báo giá thợ cực kỳ là tốt cho các bác. Lô hàng này thì đấy các bác là thấy đảm bảo về chất lượng, hàng rất chi là đẹp, lô này thì rất chi là đẹp rồi. Bây giờ em sẽ quay nội thất cho các bác xem nha. Đây là cái nội thất của nó mà bên em tháo ra. Thứ nhất là về bông tiêu âm này, cái bông này nó khá là giống bông của B3 các bác ạ, mẹ bông thủy tinh tiêu âm. Đấy, đây là phân tần của nó, phân tần của nó thì nó quay cái mặt xuống dưới thì em cũng không tiện tháo ra. Tuy nhiên này, đối với bass 25 thì phân tần như thế này là ok rồi. Đấy. Đây các bạn thấy là phân tần là rất là đẹp. Loa tép là 4 loa tép 4 đường tiếng ra. Đấy. Loa này loa 5 đường tiếng các bác nhá, phân tần này phân tần 5 đường tiếng. Đây còn tép. Tép của nó là tép 5 châm kép thôi. Đấy, ví dụ như bên em mà đã chia sẻ các bác cách mà chúng ta nhận biết là cái 5 châm xịn hay không là các bác nhìn vào cái 5 châm này. Thứ nhất là 5 châm nó phải bóng như thế này, nó không có bị mẻ. Đấy các bác, 500 xịn là rất khó bị mẻ nha, cái chất lượng nó cực kỳ là tốt. Đấy, chúng ta nhìn cái 500 mà nó khá là bóng, nó không có đen mà không có phấn phấn, tức là nếu như 500 đều ấy, chúng ta nhìn cái 500 rất chi là kém. Đây là cái phần tép. Cái bass đây. Bass là để em quay luôn. Đây chúng ta xem cái 500 bass này. Đấy, nó có độ bóng của nó nhất định, khá là bóng đẹp luôn đấy. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, mà thứ hai là không bị mẻ. Chúng ta thấy các cái đường mà nó cắt gõ này rất chi là gọn, rất đẹp. 500 xịn. Đấy. Con này côn khá là lớn các bạn này. Côn này đấy, côn cực kỳ là lớn. Đấy các bạn. Nhện cực kỳ là đẹp luôn, đấy, nhện đẹp lắm. Con này mọi ghét cái là cái dây loa này nó không có gây gài mà nó hàn vào, chúng ta tháo chúng ta phải xả mới hàn ra. Đây cả tép này. thép nó cũng hàn luôn, nó không có gài vào đây. Màng loa thì thôi rồi, màng loa xịn các bác nhá. Đấy, màng loa cực kỳ là xịn luôn, từ rốn loa, dầu loa rất là xịn, đẹp. Nói chung là cái chất lượng họ làm là khá là ok. So nếu như đây là một cái dòng loa mà giá rẻ của Trung Quốc thì thực sự đây là chất lượng thế này là quá ok các bác. Đặc biệt là cái gân nhé, cho bác để ý này, cái gân xịn của nó. Nó khác với cái gân mà đểu này, là cái gân này nó rất dày này, chúng ta sờ nó rất dày. Đấy, con này là gân đang còn tốt. Đồ này có lẽ là cũng không cần phải thay gân nữa. Đa số này. Đấy, em thấy gân đang còn tốt đó. Gân của nó rất dày, đấy, chúng ta dày. Gân dày và nó có độ nhám, nó không bóng như thế là các gân đểu. Đấy. Màng loa đây. Màng loa nếu như bên em cũng đã chia sẻ các bác cách nhận biết những cái màng loa xịn đấy. Mà loa xịn thứ nhất là nó có cái màng của nó bằng giấy, nó rất chỉ là cứng, nó không có mềm, không có dẻo. Thế nếu khi đánh nó không bị gãy màng, nó không bị gấp những cái vết gấp ở trên đây. Nếu mà màng đểu nó đánh nó hay bị gãy màng, tức là nó có những cái nếp gãy, nếp nứt ở đây, nếp lằn ấy, thì là màng đểu. Con màng này nó có độ nhám nó vừa phải, nó không nhám quá nhưng mà nó không bóng. Nếu như màng gọi là màng bóng thì nó màng mà em không nói là cái phần là màng chống nước. Tuy nhiên nếu màng mà không chống nước mà nó mà có độ bóng quá thì cái màng nó không hay. Thường thường chúng ta để ý rằng cái lớp màng này nó cũng có hai phần ấy. Cái phần trong nó màu nó sẽ khác mà cái phần ngoài nó màu khác ấy. Chúng ta để ở đây chúng ta thấy thì cái độ nhám của cái màng này cực kỳ là hay. Chúng ta rất dễ so sánh những cái dòng loa mà nổi tiếng nó đều dùng những cái màng này. Điển hình BMB, các bác xem hầu như đến tất cả các đời BMB đều dùng màng này. Đấy, chúng ta thấy rất dễ là bắt gặp những dòng màng như thế. Thì còn đây nữa, nó có một cái tem CEO khá là đẹp ở đây, tem 7 màu. Nó dán ngay phía trước loa này nè. Đấy, như vậy. Khá là đẹp. Cái dòng loa này thì nhắc lại với các bác, cái giá bán của nó là 3.200.000 đồng các bác nhá. Giá gọi giá xảo kho đấy. Tại vì số lượng nó về lớn quá, em bán nhanh nên em bán giá cực kỳ là tốt cho các bác. Nó chỉ bằng cái loa 2 tép thôi, nhưng mà đây là loa 4 tép các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào, gặp lại các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác.